Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Lộc Taylor. Hôm nay thì Lộc mời các bạn cùng với Lộc thực hiện mẫu đầm xòe tai bèo nhé các bạn. Trước tiên thì chúng ta lấy chiều dài của đầm này là 85 cm. Các bạn kẻ một đường ngang. Sau đó các bạn sẽ mở rộng cổ thêm 6 cm. Hạ sau cổ thì chúng ta sẽ lấy từ đường ngang ngực lên 2 cm. Các bạn kẻ một đường ngang. Và chúng ta sẽ thiết kế tai sát nách Đối với tai sát nách này thì Lộc đã thực hiện nhiều lần cho các bạn rồi. Nhưng hôm nay à, nếu bạn nào chưa xem những video trước thì các bạn có thể xem lại để chúng ta cùng nghiên cứu nha các bạn. Đối với dạng cúp ngực thì các bạn nhớ xử lý à, giảm hở cho phần cúp ngực. Ở đây thì Lộc xử lý là 1cm. Các bạn sẽ bớt rộng vai vào 2cm. Các bạn lấy từ nách lên 7cm và chúng ta lấy vào đây 2cm vậy là chúng ta đã có 3 điểm chúng ta sẽ đánh công đoạn này để thiết kế tay sát nách nhé các bạn lọc đố các bạn nè dạng tay sát nách chúng ta còn một bước xử lý gì nữa bạn nào nhớ thì hãy comment xuống cho lọc nha lọc không nói cho các bạn biết đâu tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy từ eo xuống 1cm để chúng ta uh, xác định đường uh, ráp eo tại vị trí này nhé các bạn ở đây nè, các bạn lấy lên 0.5cm và các bạn à, vẽ cong cái đoạn này. Phần rộng tùng đó thì các bạn sẽ mở rộng thêm cho lọc là 6cm để chúng ta tăng độ xòe của cái váy này nha các bạn. Các bạn kẻ xéo lên đây. Chúng ta sẽ à, lấy lên đây 2cm và đánh cong để vẽ tùng váy nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ cho Lộc bằng cách các bạn hãy tặng like và chia sẻ video này nhé các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết đến Lộc Tyler thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để lần sau Lộc có đăng video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và xem được video nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhiều khi Lộc kêu gọi các bạn hoài Lộc cũng thấy ngại nữa, nhưng mà Lộc xin các bạn, nếu các bạn xem video của bất cứ kênh nào thì các bạn nên tặng like và chia sẻ để ủng hộ vì làm một video rất là cực nhọc các bạn mà chủ kênh muốn truyền kiến thức hay chia sẻ những cái kinh nghiệm đến với mình thì uh, chúng ta cũng nên ủng hộ cho những kênh đó để cho họ uh, có niềm vui họ tiếp tục uh, làm thêm nhiều video hay gửi đến chúng ta nữa nha các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều các bạn thấy là lộc đã cắt à, rã cái phần ráp eo và phần à, đi dọc của thân trước bây giờ chúng ta sẽ à, đóng ly sườn lại các bạn và các bạn nhớ nè đóng ly sườn lại thì các bạn có một bước gì nữa nè bạn nào nhớ comment xuống cho lộc xem coi các bạn có nhớ bài không nha bước gì các bạn à xử lý giảm nhọn đến ngực lúc nãy lộc đã vẽ rồi đó các bạn Bây giờ là cắt ra luôn nha. Cái phần ly mà chúng ta đóng nó nó dư một chút nè. Thì các bạn cắt luôn đi nha. Nhớ cắt nha các bạn. Nếu các bạn không cắt chừng nữa các bạn để lên vải á. Các bạn nào quen rồi thì không nói. Những bạn nào mà chưa biết á, thì các bạn dễ bị sai nha. Rồi chúng ta cắt cái phần ly sườn còn lại của cái thân uh, bên này luôn. Và các bạn lấy giấy các bạn dán vào uh, như thế này và chúng ta lấy xuống một sen để chúng ta xử lý giảm hụt eo nha các bạn khi chúng ta uh, cắt uh, ráp eo thì các bạn nhớ phải lấy xuống thêm một sen để chúng ta xử lý uh, giảm hụt eo nha các bạn làm đến đây nè là có bạn hỏi là tại sao mà đầm liền thì chúng ta không xử lý uh, giảm hụt eo mà đối với đầm ráp eo thì chúng ta phải cần thêm một sen này để giảm hụt eo thì đối với đầm liền á, thì các bạn sẽ cộng luôn thêm chiều dài đó các bạn cho nên là chúng ta không có xử lý phần này mà xử lý có được đâu mà xử lý phải không còn phần vai nữa nè các bạn đây là một cái dạng các bạn thấy là cúp ngực nhưng mà dạng giống như cổ vuông đúng không cho nên là chúng ta cũng phải xử lý à, cái phần à, đường vai này nữa nè các bạn giảm lại cho lọc là không 3 sen nha. Nói đến vấn đề mà sen này thì lộc nhớ lần trước có một uh, chị đó vào comment cho lộc là nói sao không nói là phân mà nói là sen. <laughs> à, lộc quen cái thói quen thứ nhất là lộc quen à, nói sen. Cái thứ hai là cái từ centimet đó là cái tiếng uh, quốc tế mà lộc nói như vậy thì có lẽ là uh, nhiều người nghe sẽ hiểu. Mà chính bản thân của cái người uh, nói với lộc góp ý kiến đó thì cũng đã hiểu rồi nhưng mà thích nghe cái từ phân hơn <laughs> thôi các bạn nghe từ sen cũng hiểu rồi vậy thì các bạn nghe dùm lọc đi chứ lọc sửa lại á thì nó không có quen rồi nó dễ lẹo lử lắm các bạn các bạn thấy phần váy lọc đã cắt theo đường ly dọc xuống đến phần tùng luôn để chúng ta mở rộng à, phần váy xòe này nhé các bạn các bạn dùng một tờ giấy này các bạn dán vào rồi chúng ta À, sẽ thực hiện mở rộng Ngay vị trí đuôi ly đó các bạn thêm ra một sen Và các bạn lấy cái thân còn lại các bạn dán vào như thế này Các bạn nhớ xử lý cái phần eo ở trên này một chút nha Cho nó bớt cái nhọn đi Và phần tùng váy chúng ta cũng vẽ lại Có một số bạn á các bạn Là uh, khi khách đưa mẫu thì các bạn chưa tự tin làm Hoặc là các bạn làm chưa được những mẫu đó Nhưng các bạn lại uh, nhận và gửi mẫu đến cho lọc yêu cầu lộc làm à, những cái video để hướng dẫn ở trên à, trang kênh này cho các bạn xem để các bạn thực hiện thì cái điều này nó mạo hiểm nha các bạn nếu các bạn chưa biết cách thực hiện hoặc là các bạn không tự tin thực hiện được cái mẫu đó thì các bạn nên từ chối với khách vì các bạn gửi yêu cầu cho lộc thì có khi cái mẫu đó lộc nó phù hợp với cái trong lúc đó lộc à, à, làm video thì lộc làm giúp cho các bạn còn nếu như mà nó không phù hợp thì lộc đành phải để lại không có thực hiện được thì các bạn vô tình các bạn đã nhận của khách rồi thì đưa các bạn vào cái thế nó rất là kẹt cho nên các bạn đừng có mạo hiểm nha nếu chúng ta thấy cái mẫu đó chúng ta không tự tin hoặc là chúng ta không làm được thì chúng ta nên từ chối để khách chọn mẫu khác còn nếu khách không chịu thì đành phải buông tay để khách đi tìm khác thôi các bạn ở đây lộc cũng vậy nữa chứ không lúc nào mà lọc chắc ăn rằng mình có thể làm được hết tất cả các mẫu đâu các bạn nha. Trở lại bài thì các bạn thấy lọc vừa thiết kế xong cổ vuông cho thân sau và xử lý giảm hở cổ vuông cho thân sau này luôn đó. Rồi lọc thiết kế tay sắc nách à, cho thân sau. Các bạn dùng rập thân trước các bạn đặt vào như thế này để chúng ta à, xác định à, đường à, ráp eo cho thân sau. Còn phần váy thì các bạn cũng sử dụng rập thân trước các bạn đặt vào để các bạn lấy dấu. Các bạn nhớ là cái đường sườn váy căn bản của thân trước phải khớp với đường sườn váy của thân sau nha. Còn ở vị trí này các bạn sẽ lấy xuống 2 sen để chúng ta đánh công, chúng ta vẽ tùng váy nha các bạn. Các bạn biết không, uh, trên cái nền tảng uh, YouTube này uh, chúng ta có một số tính năng rất là hữu hiệu để các bạn áp dụng. Nhưng mà À, có một số bạn vẫn chưa biết đó thì hôm nay lộc giới thiệu đến các bạn để các bạn tìm cách các bạn ứng dụng nha. Chẳng hạn như à, chúng ta có thể làm chậm cái à, tốc độ của video để chúng ta xem à, cho nó dễ hơn. Thì các bạn à, nhìn phía bên góc phải của màn hình đó, các bạn bấm xuống thì các bạn sẽ thấy à, có cái chỗ để chúng ta chọn cái tốc độ. Hoặc là các bạn không muốn nghe lộc nói nữa, các bạn tắt âm luôn cũng được nữa các bạn nha <laughs> có nhiều tính năng lắm các bạn nên nghiên cứu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể nhờ em cháu của mình nó rất là rành các bạn nó chỉ thêm cho mình nha có nhiều khi lộc cũng phải nhờ những đứa em đứa cháu để hướng dẫn rồi lộc làm thêm nữa các bạn chứ chưa chắc gì lộc biết hết đâu trở lại bài thì các bạn thấy lộc vừa xử lý phần vai của thân sau và xử lý luôn cái ly mà chúng ta làm cho nó giảm nhọn đó các bạn. À, thì hai cái điểm này à, thường thì chúng ta thấy là à, thân trước chúng ta mới xử lý giảm nhọn. Còn đối với thân sau mà chúng ta rã à, rập ra như thế này thì các bạn cũng phải cần phải có cái bước này nữa các bạn. Thì cái đầm của chúng ta khi lên nó mới êm được nha các bạn. Các bạn thấy thiết kế một cái đầm mà nếu chúng ta muốn đẹp thì phải rất là tỉ mỉ các bạn từng ly từng tí như vậy đó chứ không phải là à, chúng ta thấy nó đơn giản những cái điểm đó chúng ta cho qua thì khi lên đầm nó sẽ có một vài cái khuyết điểm mà đôi khi chúng ta cũng không chú ý các bạn chúng ta thấy sao mà người ta may cái đầm đó đẹp quá còn đến lượt mình sao nó có cái gì đó mình thấy có cái gì đó nó chưa được đẹp nhưng mà chúng ta không biết à, đó là những cái chỗ nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn còn ở đây lộc đang xử lý giảm hộp cho phần eo à, thân sao nhé các bạn những phần này lộc à, thường làm à, trong nhiều video của mình rồi cho nên là hôm nay thì lộc nói sơ qua thôi nha các bạn ở đây thì chúng ta à, xử lý cái gì nè các bạn giảm hở dây kéo nha bạn nào thuộc bài đó là không xuống cho lộc xem coi còn bạn nào chưa thuộc bài thì tự lấy cái cây đánh mình một cái cho mình nhớ nha <laughs> phần tùng váy thân sau này thì các bạn cũng thiết kế tương tự như uh, tùng váy thân trước chúng ta cũng uh, cắt uh, cái ly dọc cho đến phần tùng váy rồi chúng ta cũng mở rộng uh, độ xè của váy này uh, ngay cái vị trí đuôi ly đó thì các bạn lấy ra thêm uh, một sen rồi chúng ta đặt cái thân bên kia vào thôi nha các bạn thì lộc cũng nhắc các bạn là phải xử lý cái phần ráp eo cho nó nhẵn lại vì khi chúng ta đặt vào đó nó nhọn các bạn các bạn làm phẳng cái chỗ đó lại một chút rồi chúng ta vẽ cái tùng váy lại rồi chúng ta cắt ra thôi đến đây thì chúng ta đã thiết kế xong cái phần thân trước và thân sau còn cái phần tay bèo nữa các bạn à chúng ta cũng à, phải thiết kế nữa nó mới ra nha có nhiều bạn thấy à tay bèo này nó khá dễ À, nhưng mà đến khi bắt tay vào thiết kế rồi mới thấy là hơi khó nha các bạn thấy vậy đó chớ lộc cũng phải mất một cái thời gian nghiên cứu cái cách để thể hiện cho các bạn hiểu chứ à, bình thường đó à, chúng ta thiết kế đó thì chúng ta làm à, thí đại đó thì theo cách thí đại đó, thì nó dễ hơn cách này lắm nhưng mà cái cách đó thì lộc không muốn hướng dẫn cho các bạn vì làm như vậy các bạn không có bài bản gì hết đó rồi đến khi các bạn gặp cái mẫu à, tương tự các bạn sẽ khó làm nên các bạn chú ý cái cách làm này để chúng ta thực hiện những mẫu khác luôn nha các bạn các bạn thấy lộc đã dùng cái rập thân trước lộc đặt vào để làm gì để chúng ta lấy dấu lại cái phần ráp à, ngay ở trên đường cúp ngực đó các bạn rồi các bạn sẽ nói hai điểm này lại các bạn kẻ một đường nó vuông góc với đường mà chúng ta vừa mới vẽ các bạn sẽ đo cái đoạn bên kia là bao nhiêu thì các bạn sẽ lấy qua đây bao nhiêu. Hai đoạn này bằng nhau. Các bạn sẽ dùng rập thân trước nè, chúng ta lấy dấu mà các bạn nhớ là lấy từ dưới đường ngang eo lên đó 4cm để nó khớp với phía bên kia nha các bạn. Các bạn đặt vào, chúng ta lấy dấu lại. Các bạn thấy có khó hiểu không? Hơi khó hiểu một chút nhưng các bạn cứ làm theo y chang như vậy đi. Rồi khi xong cái rọc thì chúng ta sẽ hiểu thôi các bạn. Đối với bèo tay sau thì các bạn cũng thiết kế tương tự như bèo tay trước. Các bạn cũng lấy cái phần thân, à, lấy dấu lại đường à, ngang cúp ngực đó các bạn. Các bạn kẻ xéo xuống đây một đường nè. Rồi chúng ta cũng vẽ một đường vuông góc với đường chúng ta mới vẽ. Các bạn cũng đo cái đoạn bên kia là bao nhiêu rồi chúng ta cũng lấy qua đây là bao nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn cũng dùng uh, cái mảnh thân phía bên sườn để chúng ta lấy dấu lại. Nhưng các bạn nhớ là chúng ta cũng lấy lên 4 cm nha các bạn, nó mới khớp với cái đường bên kia. Như vậy thì các bạn thấy phía bên này chúng ta sẽ uh, đối xứng với uh, phía bên kia. Đó, khi chúng ta xếp vào thì nó sẽ thành một cái ly ở chỗ này. Bây giờ chúng ta cắt ra các bạn nhưng mà các bạn đừng có cắt phía bên kia nha. Các bạn cắt như vậy thôi để chúng ta sẽ vẽ cái đường bèo. Từ vị trí vai này các bạn lấy ra 10 cm. Như vậy là cái độ rộng của cái bèo này là 10 cm nhé các bạn. Các bạn xếp vào như thế này. Chúng ta lấy lên đây là 4 cm. Các bạn sẽ vẽ đánh cong để chúng ta vẽ cái bèo phía trên này. Còn ở phía dưới là các bạn khoan nha, chưa chưa vẽ được đâu. Chúng ta sẽ cắt cái đoạn bèo ở phía trên này ra trước các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ vẽ à, cái mảnh bèo ở phía dưới. Đó, chúng ta lật ra. Rồi các bạn sẽ vẽ cho nó khớp với mảnh bèo ở phía dưới mà lúc nãy chúng ta đã vẽ định hình đó các bạn. Bây giờ chúng ta vẽ thêm cái đoạn này và chúng ta cắt ra. Các bạn sẽ mở cái đoạn bèo này ra để chúng ta cắt lại cho nó đẹp hơn nha các bạn. Rồi mảnh bèo ở phía sau, đố các bạn chúng ta có thiết kế không nè. Có nha các bạn, nhưng chúng ta dùng mảnh bèo ở phía trước, chúng ta đặt vào, chúng ta lấy dấu lại thôi. Nói như vậy thì các bạn thấy là lúc nãy tại sao chúng ta phải vẽ làm chi? rồi chúng ta lấy mảnh bèo của thân trước chúng ta đặt vào các bạn vẽ như vậy để chúng ta có cái vị trí cái đuôi của cái bèo đó các bạn thì các bạn đặt cái uh, mảnh bèo thân trước vào nó mới chính xác nha các bạn về chất liệu thì các bạn sẽ sử dụng các cái loại lụa để chúng ta may đầm này các bạn nhớ là may hai lớp đối với tai bèo này thì các bạn sẽ may một lớp chính chúng ta ui keo còn lớp phụ thì chúng ta không ủi keo các bạn may lộn trước cái mảnh bèo sau đó thì các bạn sẽ ráp vào à, thân sau như thế này rồi chúng ta ráp eo thân trước thì các bạn cũng ráp tương tự như vậy chúng ta sẽ à, ráp phần vai trước các bạn rồi các bạn mới ráp cái bèo vào trong cái thân cái chỗ chúng ta bổ mảnh ở à, ở thân trên và sau đó thì chúng ta sẽ ráp phần tùng váy vào như vậy là Lộc và các bạn vừa thực hiện xong mẫu đầm xòe tai bèo. Các bạn nhớ thực hành cho nhiều để tay nghề càng được nâng cao nhé các bạn. Lộc chúc các bạn sẽ thực hiện thành công mẫu rập này. Các bạn thân mến, đến đây thì video đã hết rồi. Lộc xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chúc các bạn và gia đình lúc nào cũng vui, khỏe và hạnh phúc. Về công việc thì luôn thành công trong công việc. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo xin trân trọng kính chào